Xin chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Đầu tư từ đâu. Chúng ta bắt đầu phần nhận định thị trường tuần vừa rồi cũng như là đánh giá tình hình thị trường trong tuần tới. Đóng cửa phiên ngày hôm thứ sáu thì chúng ta thấy là thị trường đã có cái sự cải thiện sau khi là có những cái thông tin tốt từ thị trường chứng khoán Mỹ. Đêm hôm thứ năm thì chỉ số Dow Jones tăng hơn 1.200 điểm và chúng ta thấy rằng là nhìn trên đồ thị phân tích kỹ thuật thì chính thức là chỉ số Dow Jones đã vượt được cái vùng cản chéo. Đấy, khi là cái cản này là cái cản về mặt trung hạn của chỉ số Dow Jones. Điều này cũng đang báo hiệu là có thể đấy, tình hình thị trường chứng khoán Mỹ được cải thiện đấy, thông qua các cái chỉ số CPI và cái điều này cũng có thể sẽ khiến cho là cái việc là sức ép tăng lãi suất của Fed nó sẽ chậm lại hoặc là dừng lại, tất nhiên là cũng phải hết năm nay, nhưng đấy là những cái tín hiệu tích cực. Đấy, chỉ số Dow Jones thì đường MA20 cắt lên đường MA100 và hướng của đường MA20 và hướng của MA100 đang hướng lên. Đấy, điều này là những cái thông tin cho chúng ta đấy rất là tích cực và hy vọng nó sẽ tác động lên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì với cái diễn biến của phiên thứ sáu thì rõ ràng là áp lực bán cũng vẫn rất là mạnh đấy, với cái diễn biến là đặc biệt là nhóm cổ phiếu bất động sản. Và chúng ta thấy là thực ra bây giờ tôi nghĩ rằng là mọi thứ nó cũng đã rất là ổn rồi. Bản thân thị trường chung nếu mà chúng ta quan sát một tuần vừa rồi, tất nhiên vẫn phập phù không xây dựng được một cái vùng tích lũy, vùng đáy rõ ràng. Nhưng đâu đấy chúng ta thấy nhiều cổ phiếu đã có sự cân bằng. Đấy, ví dụ như chúng ta nhìn thấy là Masan, Vietcombank, rồi là cổ phiếu Gas. Đấy, hay như là Vinamilk, Sabeco, tức là đại diện những nhóm cổ phiếu hàng đầu trên thị trường. Đấy, chúng ta thấy đã có cái sự cân bằng, tạo được những cái vùng đáy. Đấy, thậm chí có rất nhiều các cổ phiếu như ngân hàng như là Vietcombank đấy không về lại đáy cũ, mặc dù thị trường đang liên tục đi dò đáy nhưng đã không về được đáy cũ, thậm chí còn vượt được MA100. Đấy, tất nhiên là tí nữa chúng ta sẽ phân tích thêm để mà đi xa được thì nó cũng chưa được ngay, nhưng đấy là những cái tín hiệu tích cực. Thì thực sự bây giờ tôi nghĩ là chỉ còn một cái nút thắt cuối cùng trên thị trường, tức là mọi thứ đã rất là ổn định rồi, chính là nhóm cổ phiếu bất động sản. Đấy, thì bây giờ cái tuần tới thì tôi cũng trông chờ cái việc là hai cái cổ phiếu Phát Đạt và Novaland là hết sàn, thoát sàn. Thì tôi nghĩ là khi mà Phát Đạt và Novaland thoát sàn được, có thể nhóm cổ phiếu bất động sản chúng ta không kỳ vọng là có thể lên mạnh được đấy, nhưng ít nhất là cái việc nó không dư bán sàn nữa thì nó sẽ gây nên được cái hiệu ứng tâm lý tích cực cho thị trường chứng khoán Việt Nam đấy. Bởi vì sao? Bởi vì là bây giờ nếu mà với diễn biến cứ bị giảm như thế này thì chúng ta biết rồi, các nhà đầu tư thì không phải chỉ nắm giữ riêng Phát Đạt và Novaland, có thể nắm giữ các cổ phiếu khác đấy, và nó sẽ gây ra một cái sức ép for sale đấy cho toàn bộ các cái mã trên trên thị trường đấy. Rồi là khi mà nhóm bất động sản bị ảnh hưởng như vậy thì nó sẽ liên đới đến nhóm xây dựng, rồi nhóm vật liệu xây dựng đấy, như Hòa Phát cũng là một cái cổ phiếu chúng ta gọi là cổ phiếu quốc dân được rất là nhiều nhà đầu tư quan tâm. Nhưng bây giờ bất động sản như thế này đấy, thì làm sao nhiều nhà đầu tư dám kỳ vọng vào cái triển vọng của Hòa Phát được đấy. Nên đâm ra là thực sự là thôi, đồng ý là có thể không lên được trong ngắn hạn tại vì còn rất nhiều rối ren đấy, về mặt thanh khoản rồi giải quyết cái vấn đề trái phiếu. Nhưng chỉ cần có thanh khoản thôi thì điều này báo hiệu rằng là tại vì mọi thứ nó sẽ không giảm một cách mãi mãi được, nó giảm đến một cái giá trị đấy, thì có thể những cái cổ phiếu bất động sản vì trong cái tương lai nó có thể xấu hơn nên nó giảm đến giá trị thật và nó chiết khấu thêm khỏi giá trị thật đấy, khoảng 30-50%, thì tôi nghĩ rằng là bản thân cũng không cần phải ai cứu cả, bản thân những nhà đầu tư đang cầm tiền, nhất là những nhà đầu tư lớn, họ sẽ nhìn thấy cái cơ hội ở những cái cổ phiếu này và họ mua vào, thì cũng hy vọng là sẽ có cái sự thoát sàn của nhóm cổ phiếu này. Và khi cái lượng cổ phiếu được chuyển đổi sang các nhà đầu tư hướng đến việc đầu tư dài hạn, chung và dài hạn các doanh nghiệp này, thì khi đó chúng ta sẽ thấy là cái áp lực cung ngắn hạn được giải quyết và cái hiện tượng for sale chéo giữa các mã cổ phiếu nó sẽ ít đi đấy, và thị trường bình ổn hơn. Và với thị trường bình ổn và các mã thị trường bắt đầu có sự phân hóa, đặc biệt là nhóm cổ phiếu như là nhóm ngân hàng, nhóm thực phẩm đấy, tiêu dùng thực phẩm đấy, những cái nhóm cổ phiếu mà có cái sức chống chịu tốt đấy, trong những cái thời kỳ khó khăn đấy, và khi mà những cái cổ phiếu này xây dựng những cái vùng tích lũy đi lên thì nó sẽ làm một cái hiệu ứng tốt để thị trường có thể tạo được con sóng tăng. Nên thực ra bây giờ cái chìa khóa của thị trường thì tôi nghĩ là sẽ nằm ở cái thời điểm mà cổ phiếu Phát Đạt và cổ phiếu Novaland thoát sàn, thì rất hy vọng là sang tuần sau, tại vì thực ra mọi thứ trên thị trường
đã có những yếu tố ổn rồi đấy. Bản thân là chúng ta lo lắng vấn đề tăng lãi suất của Fed, chúng ta lo lắng là thị trường chứng khoán Mỹ tác động, nhưng thị trường chứng khoán Mỹ cũng đã phát một cái tín hiệu tích cực. Tất nhiên là nếu mà quan sát kỹ về chứng khoán Mỹ đấy, nếu mà chỉ nhìn vào Dow Jones thôi thì nó chưa phản ánh toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ đấy. Nếu mà chỉ nhìn Dow Jones thôi thì rất là tích cực đấy, tôi khẳng định là rất là tích cực. Nhưng nếu mà chúng ta nhìn chỉ số chứng khoán Mỹ thì chúng ta nên nhìn thêm cái SP 500 đấy, và với cái SP 500 thì bây giờ mới là bứt được khỏi đường MA 100 thôi, và với đường 20 dưới đường vẫn dưới đường MA 100 và cái cản chéo vẫn chưa vừa được thì có thể đâu đó cũng sẽ cần phải tích lũy thêm thì mới có thể có những cái tín hiệu tích cực hơn. Nhưng ít nhất chúng ta đã nhìn thấy đáy rồi đấy, chứng khoán Mỹ đã nhìn thấy, chúng ta đã nhìn thấy đâu đó một cái đáy trung hạn rồi. Và khi mà chứng khoán Mỹ nhìn đâu đó một cái đáy trung hạn, tức là các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ cũng nhìn thấy rằng là đâu đó lãi suất sẽ có dấu hiệu chuẩn bị tạo đỉnh rồi. Và chúng ta biết rồi, khi lãi suất tạo đỉnh thì đấy là cái thời cơ cho thị trường chứng khoán có thể là đi lên dễ thở hơn, và vốn rẻ bắt đầu sẽ được kích hoạt dần đấy. Và bản thân chúng ta nếu mà chúng ta nhìn hôm nay tỷ lệ đấy là cái điều giải thích tại sao mà ngày hôm thứ sáu nhà đầu tư nước ngoài mua ròng, anh chị thấy không, mua ròng đến 2.500 tỷ đấy, tức là một cái mua ròng gần như là kỷ lục trong khoảng thời gian gần đây đấy. Bởi vì bản chất là những nhà đầu tư nước ngoài họ nắm rất chắc tình hình thế giới đấy, và thực ra tất cả câu chuyện bây giờ thế giới chỉ lo ngại mỗi vấn đề là ông Fed tăng lãi suất khiến cho lãi suất của các đồng tiền, các thị trường lãi suất của các đồng tiền tăng lên rồi nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Nhưng bây giờ chỉ cần là có những cái tín hiệu thể hiện là Fed sẽ ngừng tăng lãi suất rồi lãi suất tạo đỉnh đi xuống thì khi đấy rõ ràng là các thị trường chứng khoán sẽ rất là hấp dẫn. Bởi vì giai đoạn vừa rồi chiết khấu quá sâu, và chúng ta đọc báo chí đài báo rồi, Việt Nam, thị trường chứng khoán Việt Nam là một trong những thị trường mà chiết khấu sâu nhất thế giới, giảm nhiều nhất đấy. Nhiều thị trường chúng ta thấy là đã ổn định rồi, thì tôi nghĩ rằng là vấn đề của thị trường chứng khoán Việt Nam thực ra nó không phải ở vấn đề giá trị hiện tại, thì vì nhiều cổ phiếu giá trị bây giờ lùi về đến, ví dụ như tôi chỉ nói đơn giản thôi, tôi không nói những cái trường hợp mà bị ảnh hưởng bởi bất động sản, nhưng tôi chỉ nói đơn giản ví dụ như là về ngân hàng đấy. Chúng ta thấy là những cái doanh nghiệp ngân hàng, bỏ qua những ngân hàng mà nhiều trái phiếu, nhưng chúng ta nhìn thấy như CTG, tại sao CTG gần đây rất là khỏe, bởi vì giá trị sổ sách của CTG là khoảng 21 năm. Thế bây giờ giá 23, bây giờ chúng ta cùng một số tiền đấy, chúng ta làm sao chúng ta có thể đi lập được một cái ngân hàng nó to được như Center, chưa kể còn cái thương hiệu giá trị vô hình nữa đấy, giá trị về thương hiệu nữa đấy, thì thực sự là nó quá hấp dẫn rồi. Thôi tôi bỏ qua những trường hợp như Hòa Phát bị ảnh hưởng bởi bất động sản đấy, hay như trường FSCI đấy, một doanh nghiệp hàng đầu trong ngành chứng khoán, bây giờ giá về 14.1 trong khi giá trị sổ sách loanh quanh 15.000 mà nó tương đương với cả tiền mặt đấy, tiền và tương đương tiền. Thế thì thực sự là nó làm cái sự chiết khấu quá lớn rồi đấy, quá hấp dẫn rồi đấy. Chỉ có vấn đề bây giờ là thường là bây giờ vấn đề của chúng ta là đang mắc vào là vấn đề thanh khoản. Thực ra tôi nghĩ rằng là có thể tất cả ai cũng nhìn những cái người có tiền, họ cũng có nhiều tiền, tức là nhiều người có nhiều tiền mặt giờ này tôi nghĩ vẫn sẽ có, nhưng họ coi rằng là họ chưa cần vội. Bởi vì thông thường bao giờ chúng ta biết rồi, ở tình hình của mình thì đến khoảng cuối năm thì khi đó mọi thứ mới ngã ngũ đấy, dòng tiền ngã ngũ đến sang đầu năm sau thì có thể thời cơ, tất nhiên là đến đầu năm sau thì nó rõ nét quá, nhưng có thể đến giữa tháng 12 nó mới phản ánh đấy, cái điều đó tức là có thể nó sẽ vào những cái lúc xấu nhất đấy, và đâu đó nó sẽ xuất hiện ở từ giờ cho đến giữa tháng 12. Và có thể những người nhà đầu tư cầm tiền họ cũng đang kiên nhẫn, họ chờ đợi cái điều đó đấy. Thì thực sự tôi bây giờ tôi nghĩ rằng là cái thời điểm xấu nhất thì tôi đang đặt cược vào việc là khi nào Novaland và Phát Đạt thoát sàn thì tôi đánh giá thời điểm đó đã là thời điểm xấu nhất rồi đấy, và có thể sau đấy đấy thì thị trường qua cái thời điểm xấu nhất có thể thậm chí nó sẽ tích cực dần lên đấy, cải thiện dần lên. Bây giờ chúng ta cũng không biết là khi Phát Đạt và Novaland khi mà nó thoát sàn thì index nó ở vùng nào đấy, bây giờ chúng ta chỉ cần biết là với thị trường chứng khoán Mỹ tốt như thế, mọi thứ tích cực như thế, nhưng VN Index đấy, chúng ta nhìn là bây giờ vẫn ngày hôm nay cũng thứ sáu vẫn chưa khóa đáy thành công, vẫn dưới đường MA 5 đấy, giờ đường MA 20 vẫn dưới đường MA 5 và hướng của các đường MA vẫn hướng xuống dưới đấy, RSI xu hướng RSI vẫn hướng xuống dưới, MACD vẫn phiên ký âm, tức là nó vẫn có khả năng giảm giá đấy, mặc dù chúng ta thấy là có sự phân hóa rồi, nhưng nó chỉ đại diện cho một bộ phận đấy. Và chúng ta chứng kiến trong tuần vừa rồi có những lúc giữ giá rất tốt CTG, nhưng có thể ngày mai ngày kia nó lại giảm, tức là bây giờ nó chỉ đi ngang là tốt lắm rồi đấy. Bản chất những cổ phiếu khỏe chỉ đi ngang được đấy, hoặc là có thể không lúc nào mà áp lực bán
nhiều quá thì nó lùi, tại vì thực ra bán lùi nhiều khi các nhà đầu tư bảo ơ cổ phiếu này tại sao bị bán, bởi vì bản chất là có thể trong danh mục của một nhà đầu tư lớn họ ngoài việc họ cầm Novaland ra, họ còn cầm cả ví dụ như họ cầm một cổ phiếu như hôm nay cũng nhiều nhà đầu tư hỏi về tại sao SSI xanh mà ví dụ HCM lại sàn, có thể là họ cầm Novaland và trong danh mục của họ lại cầm một lượng lớn HCM chẳng hạn đấy, và khi mà có những cái thông tin xấu diễn ra thì họ bây giờ họ có thể đến tỷ lệ conversion không bán được cổ phiếu này thì phải đi bán cổ phiếu kia đấy, tức là chúng ta hiểu là for sale chéo như vậy, và nó tự nhiên nó cho thị trường có những cái bước hụt, tức là cổ phiếu đang rất ổn định bình thường tự nhiên bước hụt một cái là chúng ta không lý giải được đấy. Thực ra HCM thì bản chất là tôi theo rất là sát và cũng nghiên cứu rất là kỹ. Thực ra HCM bây giờ cái tỷ lệ giá trị sổ sách ở trong của HCM nó gần như là tiền và tương đương tiền, và nó tương đương ra 17.000, nên thực sự là bây giờ mà HCM giảm dưới vùng 17.500 thì các anh chị cứ mạnh dạn, tất nhiên là chúng ta có thể chờ, chính cái này là cái cơ hội chiết khấu thêm, nhưng tôi nghĩ là với HCM từ 14 đến 15 thì không phải nghĩ đấy, bởi vì đơn giản chúng ta đi đổi, chúng ta đi tự đi nhặt chỉ mất đi 15.000 mà chúng ta lại đổi được một cái số tiền trị giá 17.500 đấy, thì tôi nghĩ là đấy là một cái thực sự là rất là hấp dẫn. Thế chỉ có điều là bây giờ chúng ta làm sao chúng ta tỉnh táo, thì tôi cũng đưa ra những cái kịch bản đấy, một là chúng ta đợi hẳn cho Novaland phát đạt thoát sàn đi, sau đó chúng ta mới tính, hoặc là như tôi cũng chia sẻ từ trong tuần, tức là liên quan đến việc chúng ta chờ đợi đấy, chờ đợi cái vùng tức là như tôi chia sẻ cái vùng mua dài hạn của VN Index đấy, của VN Index của chu kỳ trước, thì tôi thấy là về coi như là về đúng đến Fibo 0.786, sau đó thì bật lên nó mạnh, tức là đối với chỉ số chung về đến đây là rất là hấp dẫn rồi. Tất nhiên trong cái chỉ số chung đấy nó sẽ có những cái cổ phiếu nó xấu thực sự đấy, nó ảnh hưởng, nhưng chúng ta nhìn một cái tổng thể, chúng ta nhìn một cái chung nhất đấy, thì tôi nghĩ rằng là cái trường hợp VN Index thực sự mà về đến cái khu vực như tôi chia sẻ từ khu vực 840 đến 875, thì tôi nghĩ nếu mà về đến đây cho dù là Novaland và Phát Đạt chưa thoát sản thì tôi nghĩ là chúng ta phải hành động đấy, và khi mà chúng ta hành động như vậy thì chúng ta có thể xem xét các cái mã cổ phiếu phân hóa trên thị trường. Thực sự là bây giờ đến thời điểm hiện tại đầu tư thì tôi không khuyên đầu tư vào những mã giảm nhiều, mà chúng ta nên chọn lọc. Đấy, chúng ta nên chọn lọc những cái cổ phiếu mà có thứ nhất là đang được thị trường quan tâm nhiều hơn. Đấy, điều này nó thể hiện là cái rủi ro về mặt ngắn hạn của những cái doanh nghiệp này ít và cái tiềm năng trong tương lai nó lớn. Ngoài ra là những cái cổ phiếu mà có tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu cao đấy, và ít vay nợ, ít đầu tư đấy, không có những cái danh mục đầu tư tài chính chẳng hạn để ảnh hưởng đến cái giá trị sổ sách của các doanh nghiệp này đấy, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ tập trung vào, ví dụ như chúng ta nhìn trên công cụ khuyến nghị Fit đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là đấy, bây giờ về mặt ngắn hạn thì chúng ta cũng chưa cần phải lo lắng lắm, tại vì với sức mạnh thị trường chung và sức mạnh của VN30 vẫn đang yếu dần này thì đấy, như tôi nói là chúng ta chưa cần vội đấy, chúng ta trước một là đợi tình hình xấu nhất xảy ra đấy, là Novaland Phát Đạt thoát sản, hai là chờ VN Index về dưới khu vực có thể 880 thì khi đấy bắt đầu kích hoạt đi mua, và khi mà đi mua thì chúng ta sẽ tuân theo cái nguyên tắc là cái gì đang hot đấy, giờ đang hot là danh mục của khuyến nghị tổng hợp, bao giờ thị trường cũng cập nhật, dòng tiền cũng đang gợi ý cho chúng ta là những cái cơ hội nào mà đang được dòng tiền tham lam hơn đấy, ví dụ như chúng ta nhìn thấy là những cơ hội như ví dụ như là gas đấy, đại diện cho nhóm điện nước xăng dầu khí đốt, là những cái nhóm năng lượng, là những cái nhóm mà chúng ta cần phải quan tâm đấy, ví dụ như là gas thì chúng ta nhìn xem là cái vùng mua như thế nào, rồi là cái diễn biến giá như thế nào. Gas thì bây giờ đang xu hướng rất tích cực luôn, thực ra gas cũng là một cái cổ phiếu tôi đánh giá rất là cao trong thời gian vừa rồi đấy, thị trường rung lắc, anh chị thấy không, thị trường rung lắc gãy các kiểu, nhưng gas giai đoạn vừa rồi vẫn giữ được đóng cửa nhá, vẫn giữ được đường MA5, giữ được đường MA20, đường MA20 cắt lên đường MA100 đấy, và đặc biệt là giá của cổ phiếu đã lên trên cái Fibo 0.236. Điều này thể hiện là thực sự những nhà đầu tư đang đặt cược rất là nhiều vào gas, và chúng ta biết rồi, gas làm trong ngành cũng rủi ro rất ít, chỉ cung cấp dịch vụ đấy, đầu ra đầu vào đã chốt được số rồi, là cứ thế mà thu phí thôi, rồi là tỷ lệ tiền mặt thì quá lớn luôn đấy, nên thực sự là nó là những cổ phiếu, ngoài ra là cái lượng hàng trôi nổi nó ít đấy, có thể những cổ phiếu này là những cái cổ phiếu nhà tạo lập có thể dùng để mà giúp cho thị trường chung ổn định.
Đấy, hay như là nhóm ngân hàng. Đấy, chúng ta nhìn thấy đây, nhóm ngân hàng là cái nhóm mà chúng ta cũng rất là đáng lưu ý. Đấy, với những cái đại diện, ví dụ SSB thì thôi, cái cổ phiếu này tôi chia sẻ nhiều lần thì không quá là tập trung vào. Đấy, thì có thể nhìn BIDV hay CTG. Đấy, thì ví dụ những cái cổ phiếu này là những cái cổ phiếu mà chúng ta cần lưu ý đang có được dòng tiền. Thì ví dụ như là ngân hàng thì tôi thích những cái cổ phiếu, 8 cái cổ phiếu ngân hàng như tôi chia sẻ. Đấy, ví dụ BIDV thì bây giờ chúng ta chờ thêm tích lũy đi, bây giờ nó đang gặp cái cản chéo đây. Đấy, bây giờ cái vùng này thì có thể chưa chinh phục được ngay thì chờ thêm, tại vì bản chất kể cả cổ phiếu gas hay kể cả cổ phiếu BIDV thì bây giờ chúng ta biết rồi, chưa có thể là chưa cần phải động thủ ngay. Đấy, bây giờ chúng ta chỉ biết là chúng ta phải đưa lên những cổ phiếu này, đưa lên những kịch bản của nó, nhưng có thể chúng ta chưa ra quyết định, để chúng ta chờ gì, chờ là một là có thể là phát đạt Novaland thoát sàn, hai là chờ đến cái thời điểm chín muồi VN Index xuống dưới 880. Đấy, thì chúng ta chờ đến thời điểm đấy. Đấy, hai những thời điểm, hoặc là ba là chúng ta chờ tiếp, chờ cho đến hết đến giữa tháng 12 đi, khi mà mọi thứ xấu nhất về mặt thanh khoản tiền nó đã phản ánh hết vào thị trường rồi. Đấy, thì khi đấy chúng ta bắt đầu thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng trước đó thì chúng ta nhớ là gì, thứ nhất là thời điểm, cái thứ hai là phải chọn cái gì. Đấy, thì có những gợi ý như là gas, có thể gas sẽ phải chờ tích lũy thêm, chờ thêm cả tín hiệu xác nhận từ thị trường. Có thể là BIDV cũng chờ tích lũy thêm, chờ xác nhận từ thị trường. Hay CTG cũng vậy, CTG bây giờ đang gặp với cản chéo đường MA100 và cản chéo nên cũng cần phải tích lũy thêm. Đấy, nó rất là phù hợp. Có thể là rẻ thì chúng ta tham lam, nhưng rẻ ở đây thì nó phải rẻ sâu cơ. Đấy, chứ còn bây giờ cứ loanh quanh như này thì có gì mà phải vội. Đấy, bây giờ cũng chả vội, hơn nhau một vài phần trăm không quan trọng. Quan trọng chính là mua xong nó phải ít rủi ro. Đấy, mà bây giờ thực sự là đấy, chúng ta nhìn cái sự phân hóa giữa thị trường chứng khoán Việt Nam và thị trường chứng khoán Mỹ rồi thì chúng ta thấy là Việt Nam còn thiếu một cái nút thắt nữa thôi. Tôi nghĩ là mọi thứ đã ứng hết vào giá rồi, nhưng nó còn một cái có thể chưa ứng hết, đấy là vấn đề thanh khoản. Đấy, chúng ta biết từ giờ đến cuối năm là tiền rất thiếu. Đấy, ngân hàng hút về bây giờ không có người giải cứu. Bây giờ không giải cứu chỉ còn cách là hãy về một cái giá hấp dẫn đi, thì tự nhiên dòng tiền đầu tư dài hạn họ sẽ kích hoạt, họ sẽ không dại gì mà không kích hoạt khi nhìn thấy một cái món hời. Đấy, có thể giá trị hợp lý họ chưa mua, tại vì đến giá trị hợp lý chưa hấp dẫn. Nhưng đấy, như chúng ta thấy là những cái trường phái đầu tư dài hạn cứ chiết khấu khỏi giá trị hợp lý 50% đi, tự nhiên dòng tiền sẽ xuất hiện. Thế chúng ta không biết thời điểm nào thì chúng ta cứ chờ đợi thôi. Đấy, rồi là những cổ phiếu mà như Vietcombank cũng rất đáng chú ý. Đấy, Vietcombank thì bây giờ có thể là chờ tích lũy thêm ở quanh đường MA100 và khi đó thì kỳ vọng sẽ lên được cái cản chéo. Đấy, khu vực 81-82, rồi là ACB. Đấy, chờ tích lũy thêm. Đấy, khi mà bây giờ đường MA5 vẫn đang dưới MA20 thì cũng không vội gì cả, cứ chờ tích lũy thêm. Đấy là những cái cổ phiếu ngân hàng trong nhóm khỏe. Đấy, còn những cái cổ phiếu ngân hàng trong nhóm yếu hơn thì chúng ta có thể quan tâm đến VPBank. Đấy, VPBank thì cũng chờ tích lũy thêm, quanh đường 20 cũng không đi đâu mà vội cả. Đấy, tất nhiên là có thể thăm dò một cái tỷ trọng nhỏ để theo dõi. Đấy, cho nó có cổ phiếu, nhưng bản chất là chưa phải là lúc chúng ta ra một cái quyết định lớn lao. Đấy, tại vì nó vẫn còn thiếu. Đấy, tôi như bây giờ các anh chị thấy là mọi thứ đã sẵn sàng rồi, nhưng bây giờ cứ phát đạt với cả Novaland nó cứ sàn rồi. Đấy, nó có những cái việc for sale không được, bán không được, Novaland phát đạt rồi quay sang bán cổ phiếu khác, cứ có cổ phiếu nào trong tài khoản là bán cổ phiếu đấy đi. Đấy, và cứ bán đủ tỷ lệ thì bây giờ không giải quyết được cái vấn đề như vậy. Còn chưa kể là khi mà làm cho cái tình hình nó khó khăn như vậy thì nó còn ảnh hưởng đến một loạt các cái ngành liên quan đến bất động sản nữa. Đấy, thì chúng ta còn chưa nói đến những cái hệ lụy đấy, nhưng chúng ta thấy rằng là tạm thời chỉ nói về mặt thanh khoản thôi, thì thôi chúng ta cứ chờ thêm. Hay như là những cái cổ phiếu yếu hơn nữa như MB. Đấy, MB thì bây giờ cũng về đến đây rồi. Đấy, thì bây giờ có thể chờ thêm tích lũy hoặc là chiết khấu sâu. Đấy, ví dụ chiết khấu sâu thì chúng ta tính là VN Index nếu mà chiết khấu về quanh cái vùng vực 880 thì có thể phải giảm thêm 10% nữa. Thì ví dụ cổ phiếu chẳng hạn, đấy, MB thích rồi giảm thêm 10% nữa. Đấy, đâu đó từ 16 mà giảm đến khoảng độ 14 năm. Đấy, thì khi đấy chúng ta sẽ có thể mua dần. Đấy, đấy cũng là một cái sự đầu tư hợp lý. Hay như là cổ phiếu Sacombank, đấy, yếu hơn. Đấy, cũng là Sacombank tương đương với MB. Đấy, thì loanh quanh MA20 thì không rẻ thì cứ chờ tích lũy thêm. Đấy, còn rẻ thì lại chờ chiết khấu. Đấy, chiết khấu về đáy cũ hoặc là giảm thêm thì chúng ta mới tính toán. Tức là các anh chị phải tưởng tượng là bây giờ ví dụ VN Index chúng ta chờ đợi
cái sự chiết khấu thêm khoảng 10% chúng ta mới ra quyết định. Thì cổ phiếu mà nằm trong cái nhóm mà chúng ta đang theo dõi nó chiết khấu khoảng 10 đến 15% là chúng ta có thể thực hiện những cái điểm mua dần. Đấy, còn không thì để mà ổn thỏa nhất thì các anh chị cứ chờ đợi đến thời điểm như là một là Novaland phát đạt thoát đáy, hai là chờ qua cái tháng 15, tháng 12 đi, qua cái yếu tố là thanh khoản của năm nay đến sang năm sau tiền mới sẽ được bơm vào thị trường. Đấy, và nhất là nếu mà thêm những cái tín hiệu là Fed bắt đầu cũng ra những cái tín hiệu là không tăng lãi suất nữa hoặc là tăng lãi suất chậm dần, rồi là chúng ta nhìn qua thị trường chứng khoán Mỹ, đấy thì chúng ta có thể chúng ta sẽ tự tin hơn vào cái điểm mua. Chứ đến giờ này thì thực ra mọi thứ rất là hấp dẫn rồi, nhưng đấy chỉ có cái là thời điểm chưa chín muồi thì chúng ta mua vào chúng ta sẽ bị cái cảm xúc ngắn hạn, mà anh chị biết rồi, khi mà bị cảm xúc ngắn hạn nó rất vô cùng là khó chịu. Nên thôi, tốt nhất là giai đoạn này tập trung, tôi cũng đang tập trung hết sức, tại vì tôi nghĩ là đây là một cái cơ hội lớn nhưng cũng chưa quá vội vàng. Tất nhiên là cũng có đặt một số các cái tỷ trọng trong thị trường nhưng nó không đáng kể, vẫn chờ đợi một cái điểm mua lớn ở trong thị trường. Thế thì phải chờ thêm cái yếu tố là thanh khoản được được xử lý, rồi là thêm những cái cổ phiếu như là Sacombank rồi này, hay là Techcombank. Đấy, Techcombank thì chúng ta có thể chờ tích lũy thêm, hoặc là đấy chiết khấu từ đáy thêm 10-15% nữa. Đấy, tức là nhóm ngân hàng chúng ta đưa ra, tôi nghĩ là những cái cổ phiếu đó là những cái cổ phiếu mà đáng chú ý nhất trong nhóm ngân hàng. Đấy, ngoài ra là ở đây còn có một trường hợp OCB nữa. Thì ra OCB thì tôi cũng không phải đánh giá quá cao. Đấy, nhưng nếu mà anh chị nào mà có thông tin về OCB mà thích OCB, đấy thì cũng có thể quan tâm tích lũy thêm. Đấy, hoặc là chiết khấu sâu, đấy 10-15% thì về cơ bản ngân hàng. Đấy, tức là gì? Khí, điện nước, xăng dầu, khí đốt thì nổi lên là gas. Tôi cũng chưa nhìn thấy cổ phiếu nào hấp dẫn hơn. Ngày hôm nay thì có NT2 trần, nhưng thực sự là NT2 giai đoạn vừa rồi cũng giảm sâu như vậy thì tôi cũng khá là hoài nghi vào những cái triển vọng trung hạn, khi mà đường MA20 nó cắt dưới đường MA100 và cái hướng MA100 và MA20 đang hướng xuống dưới thì có thể nó mất nhiều thời gian để nó khẳng định hơn. Còn nếu mà chiết khấu về giá để mua rẻ thì đấy thì ít nhất là phải về cái Fibo 0.618 thì mới xem xét được. Đấy, chứ còn nếu mà nó vẫn trên Fibo 0.618 thì rất là khó ra quyết định. Đấy, hay như là chúng ta có thể quan tâm đến trường hợp của RE. Đấy, RE trong ngành năng lượng thì chúng ta cũng nhớ là giai đoạn trước thì tôi cũng chia sẻ về cái việc tạo đáy của RE thì thông thường nó hay chỉ tạo đáy ở quanh cái Fibo 0.5 thôi. Đấy, ví dụ như Fibo 0.5 là chúng ta cũng có thể quan tâm. Đấy, thì đối với cả RE thì chúng ta cũng có thể quan tâm ở Fibo 0.5. Đấy, giai đoạn trước đây. Đấy, nó loanh quanh, nó tạo đáy ở cái Fibo 0.5. Sâu hơn một tí. Đấy, khoảng độ Fibo 0.5 đây. Đấy, sau đó đi lên. Thế thì bây giờ Fibo 0.5 của RE thì nó đây vùng 61 đây. Đấy, thì có thể khi chiết khấu dưới giá 61 chúng ta quan tâm dần đến cái điểm mua. Đấy, nhưng tất nhiên là với cái việc mà RE giai đoạn vừa rồi đổ dốc như thế này thì có thể chúng ta mua thì chúng ta cũng chưa tự tin lắm về mặt ngắn hạn. Đấy, nhưng rõ ràng là chúng ta cũng phải mạnh dạn thôi, tức là phân bổ ra nhiều ngành nghề. Đấy, thực ra điện nước có trường hợp của PAO. Đấy, PAO cũng là cái đấy, các anh chị thấy giai đoạn vừa rồi PAO cũng hút được dòng tiền đầu tư nước ngoài rất là tốt. Đấy, nhưng PAO thì tôi cũng muốn chia sẻ ở trên kênh về cái điểm mua dưới 10 đấy, thì cũng tích sản dưới 10 thôi. Đấy, chứ còn nếu mà ở đây thì lại phải chờ tích lũy. Tóm lại là gì, các anh chị cứ lưu ý là gì, một là chiết khấu sâu, hai là phải tích lũy thật lâu thì chúng ta mới ra quyết định. Và tất nhiên bây giờ ngành nghề thì chúng ta cũng phải chọn lọc kỹ. Đấy, chúng ta chọn lọc dựa vào cách là gì, chúng ta có thể là phán đoán một cách chủ quan, hoặc là chúng ta dựa vào cái việc là dòng tiền lớn trên thị trường đấy đang gợi ý cho chúng ta. Đấy, họ đang đi tiền vào đâu thì khả năng cao ở những cái chỗ đó là nó có những cái tiềm năng tăng trưởng trong tương lai cao, rồi rủi ro thấp thì chúng ta có thể sàng lọc trong cái số đó. Ngoài ra ở đây chúng ta nhìn thấy trường hợp Masan, đấy đại diện cho nhóm thực phẩm, đấy thì cũng rất là đáng để lưu ý. Đấy, ví dụ như Masan bây giờ nếu mà chúng ta nhìn vào diễn biến giá, đấy, viên thứ 6 thì cũng gần trần. Đấy, nếu mà vùng này thì tích lũy thêm. Đấy, tại vì bây giờ ví dụ tích lũy này chưa đủ, tích lũy thêm dài ra nữa. Đấy, thì kỳ vọng có thể ngắn hạn hồi phục lên đường 100. Đấy, hay như là trong nhóm này thì chúng ta có thể lưu ý thêm Vinamilk. Đấy, Vinamilk thì cũng cần tích lũy thêm. Đấy, bây giờ nó vượt qua được giai đoạn bây giờ nó vượt qua được cái cản chéo vùng 78 thì bây giờ nó đang tích lũy ở quanh cái vùng 78. Đấy, thì nếu mà hồi tích lũy được thành công, đấy tình hình thị trường ổn định, có thể nó sẽ tiến đến Fibo 0.618 vùng 85 và xa hơn là tiến đến Fibo 0.786 vùng 90. Đấy, hay như là Sapeco.
Đấy, Sapeco thì có một cái giải tích lũy rất là tốt quanh khu vực 183. Đấy, nhưng bây giờ là nếu mà nó đi lên rồi thì chúng ta là phải chờ nó chinh phục cái cản chéo. Đấy, nó có cái vùng cản chéo 197 rồi nó phải vượt qua tạo đáy trên đây. Nó đi lên tiếp thì chúng ta mới mở để mua, hoặc là nó về lại cái vùng tích lũy này nó tích lũy thêm thì chúng ta canh mua sau, tức là chúng ta phải khoanh sẵn những cái nhóm ngành. Đấy, chúng ta thấy là điện nước, xăng dầu, khí đốt này, rồi là ngân hàng này. Đấy, rồi là cổ phiếu thực phẩm. Đấy, thực phẩm đồ uống. Đấy, bản thân dòng tiền người ta đang cung cấp cho chúng ta và bản thân chúng ta cũng nhìn thấy đấy, như diễn biến vừa rồi Vinamilk, Sapeco, đấy chúng ta thấy tốt hơn thị trường chung. Đấy, bản thân tại sao nó tốt hơn thị trường chung, tức là nó đang có dòng tiền đổ vào đó, tại vì họ nghĩ rằng là tương lai những cái doanh nghiệp này nó sẽ ít rủi ro hơn cái phần còn lại, rồi là cái cơ hội ăn lợi nhuận được nó sẽ tốt hơn. Đấy thì bản chất họ nghĩ thế, thế thì chúng ta cũng tạm thời chúng ta cũng tư duy thế, đến khi thị trường vận động như thế nào thì hàng tuần chúng ta cập nhật lại, hàng ngày chúng ta cập nhật lại rồi chúng ta điều chỉnh sau. Đấy thì thực sự là đầu tư là chúng ta cũng phải đi theo dấu chân những người khổng lồ. Đấy, hay như là VRE thì cũng là công ty bán lẻ của Masan. Đấy, bây giờ VRE thì cũng đã về tay phần lớn của Masan rồi. Đấy, thì VRE có thể nó sẽ phải tích lũy thêm đấy, hoặc là chiết khấu sâu. Đấy, trong bán lẻ thì thực sự là tôi đánh giá cao trường hợp VRE. Tất nhiên nhiều nhà đầu tư cũng thích trường hợp MWG nữa. Đấy thì chúng ta cũng để lưu ý, nhưng MWG ví dụ như chúng ta bây giờ chúng ta tính là mua mua rẻ thì như hôm trước chúng ta cũng đã nhìn thấy rồi, bây giờ cái ngưỡng tạo đáy giai đoạn trước của cổ phiếu này là nằm dưới cách 10% cái ngưỡng Fibo 0.618. Thế thì nếu mà tính mua rẻ thì cách 10% Fibo 0.618 bây giờ nó sẽ cái vùng Fibo 0.618 vùng 42, như vậy cách 10% đâu đấy nó khoảng độ vùng 38. Thế thì nếu mà định mua rẻ đấy, để tích lũy dần khi mà kỳ vọng thì chúng ta có thể quan tâm từ giá 38 đấy, rồi chúng ta mua dần xuống dưới mỗi cái điểm mua cách nhau 10%, hoặc là chúng ta không không muốn mua theo kiểu mua 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 bắt đáy, mua bắt sao rơi thì chúng ta đợi tín hiệu khóa đáy, hoặc là đơn giản là chúng ta cứ chờ thị trường hết giai đoạn khó khăn đi đấy, phát đạt Novaland thoát sàn rồi là đến, hoặc là đến chờ đến giữa tháng 12 tình hình thanh khoản được cải thiện, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng tỏ được rằng là đã tạo được một cái đáy vững vàng đấy, còn cũng không biết thời điểm đó đáy là bao nhiêu, nhưng tôi biết bối cảnh đã tốt hơn rồi đấy, và có thể chúng ta xem xét những cái việc đầu tư đấy. Thì nhóm bán lẻ thì ngoài VRE ra thì có thể quan tâm MWG đấy, hay như là chúng ta nhìn tiếp là dưới nữa nhóm bất động sản như HDG đấy, như bây giờ cũng chỉ hy vọng là một số các cổ phiếu bất động sản đấy, như HDG này đấy, bắt đầu có những cái tín hiệu khóa đáy cắt lên MA5 đấy, rồi là Khang Điền đấy, KDH đấy, khóa đáy cắt lên MA5, rồi là Nam Long khóa đáy cắt lên MA5. Điều này thể hiện là gì? Điều này thực ra là đã có một số các cổ phiếu bất động sản đã về đến đấy, đã về đến cái vùng giá rất hấp dẫn, có thể là đã dưới giá trị hợp lý đến tầm 30 đến 50% rồi, thì tự nhiên dòng tiền sẽ kích hoạt. Thì tôi nghĩ là đâu đó bây giờ cần thiết là sẽ, chúng ta cũng không cần phải tính toán đâu, dòng tiền lớn họ có rất nhiều thông tin, họ sẽ tính cho chúng ta thời điểm nào mà Novaland và phát đạt hết hết sàn là chúng ta biết đấy là thời điểm mà những cái cổ phiếu này đã chiết khấu khỏi giá hợp lý là rất là cao. Tất nhiên bây giờ thực sự là với thị trường hiện tại thì tôi không không dám quá khuyên nhóm bất động sản, mặc dù là tôi biết là bây giờ những nhà đầu cơ, rất nhiều nhà anh chị đầu cơ là sẽ dình nhóm bất động sản khóa đáy, tại vì những cái cổ phiếu nào giảm nhiều giai đoạn vừa rồi có thể khi khóa đáy thành công và có một cái dòng tiền thị trường cải thiện thì những cổ phiếu đấy lên rất là mạnh. Nhưng thực sự là đấy, tức là trong danh mục thì đâu đó chúng ta cũng nhìn thấy có những yếu tố tham lam ở nhóm cổ phiếu bất động sản đấy, như là HDG, như FIR thì thôi, FIR thì tôi nghĩ là như tôi chia sẻ nhiều lần, FIR nó liên quan đến yếu tố giữ giá đấy, giai đoạn vừa rồi nó neo giá kinh quá đấy, thị trường điều chỉnh lên như này điều chỉnh, tất nhiên nhiều anh chị bảo là vì nó tốt hoặc là vì một cái lý do gì, nhưng thực sự tôi nghĩ là đôi khi không điều chỉnh không phải là tốt đấy, nên điều chỉnh, có thể điều chỉnh ít hơn thị trường chung là cần thiết, nhưng nếu mà ít quá mang tính chất giữ giá như thế này, nó cảm giác như mình cứ cảm giác như là người ta đang giữ giá để chờ phân phối ấy. Đấy, tôi khi mà nhìn FBR tôi bị một cái cảm giác như vậy, đã lên nhiều như thế này rồi thôi thì phân phối đi, điều chỉnh đi, tại sao mày giữ giá này, chứng tỏ là thực ra nó không có yếu tố thị trường ở đây không, tại vì bản chất anh chị thấy rồi, tốt mấy thì tốt đấy, vào những điều kiện thị trường khó khăn làm sao nhà đầu tư cá nhân có thể không không tranh thủ mà bán, tại vì họ chỉ đơn giản như thế này thôi, họ bán ở đây đi, họ không mất gì cả, họ chuyển sang có rất nhiều những cái cơ hội đang chiết khấu rất là rẻ đấy để họ mua lại. Đấy thì có phải là hơn không? Đấy thì đấy là cái chúng ta lưu ý.
Thì thực ra đối với cả nhóm cổ phiếu bất động sản thì chúng ta có thể quan tâm đến những cái trường hợp mà khóa đáy trước thị trường. Đấy, ví dụ KDH này, đấy, KDH hay 55 nếu mà thích, nhưng thực ra tôi mở ngoặc là thực sự là cá nhân tôi thì tôi không khuyên lắm, tôi không thích lắm với trường hợp bất động sản, tại vì thực sự tôi thấy ở đây là khó kiểm soát rủi ro. Tôi không, tại vì khi mà đầu tư như các anh chị đã theo nhiều các cái chương trình tôi, thực ra tôi là người kiểm soát, tức là gì, nói như nào, tức là tức là tôi lo mất tiền trước khi mà tôi muốn nhận được tiền, tức là trước hết tôi rất là sợ mất tiền. Đấy, bây giờ tôi tìm mọi cách để không mất tiền cái đã, sau đó thì lời nhiều lời ít đều quý cả. Đấy, nên đâm ra là tôi rất là ngại nhóm bất động sản hoặc nhóm cổ phiếu liên quan bất động sản, mặc dù tôi biết là nếu đợt này mà khóa đáy thành công và thị trường ổn đấy, nhưng với điều kiện là khóa đáy thành công và thị trường ổn, chúng ta chứng kiến là mấy lần không khóa đáy thành công rồi đấy, khóa đáy xong gãy rồi là khóa đáy xong gãy đấy, hoàn toàn có thể xảy ra một lần nữa đấy. Khóa đáy thành công phải 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 chắc là thành công thì tôi nghĩ là biên lợi nhuận sẽ rất là khá. Thì nếu mà anh chị quan tâm là anh chị thích mạo hiểm như vậy thì có thể quan tâm những cổ phiếu mà khóa đáy trước đấy, ví dụ như là KDH này hoặc là HDG này đấy, hoặc là trường hợp của Nam Long này. Đấy là những cái trường hợp bất động sản mà tôi thấy là nó tương đối ổn, khả năng cao là nó có những cái dòng tiền của tổ chức đấy. Thông thường giai đoạn này tôi nói thật, nhóm cổ phiếu bất động sản mà khóa được đáy thành công ấy thì đều là có yếu tố của tổ chức đấy, chứ còn nếu mà khóa đáy theo kiểu thất bại ấy, thì có thể mang yếu tố cá nhân, ví dụ như là có thể DIG là giai đoạn vừa rồi khóa đáy, thực ra chưa khóa đáy phát nào cả đấy, giai đoạn vừa rồi có một phiên khớp khớp sàn mạnh, sau đó thì lại dư bán giảm mạnh, điều này thể hiện rằng là áp lực bán vẫn rất là mạnh và cũng có thể những người mua nó đều là nhà đầu tư cá nhân đấy, nên khi hàng về anh chị đấy quay ra bán đấy, nên tôi cũng chia sẻ nhiều lần vào cái đấy. Nên thực sự là đến lúc mà thành công hay không thành công nó phụ thuộc vào cái tỷ lệ nhà đầu tư khi mua ở thời điểm khóa đáy đấy là nhà đầu tư dài hạn hay nhà đầu tư ngắn hạn. Nếu đa số là nhà đầu tư ngắn hạn thì khả năng khóa đáy thành công là rất là khó, nhưng đa số nhà đầu tư là dài hạn thì khả năng khóa đáy là thành công là rất là cao. Đấy, nhưng chỉ có điều là chúng ta sẽ không có số liệu để biết là đấy là do nhà đầu tư cá nhân hay nhà đầu tư tổ chức, nên thôi chúng ta có thể tham khảo thêm, tất nhiên có những nguồn tin đấy, có rất nhiều anh chị thạo tin thì có những nguồn tin, nhưng thôi những cái đấy thì tôi cũng không mang ra đề bàn bởi vì là cái đấy thì cũng rất là khó kiểm soát. Đấy, thì ngoài nhóm cổ phiếu bất động sản thì tôi quan tâm một số các trường hợp như vậy. Thì nhóm thép cũng là rất là phải đáng quan tâm, để thị trường khóa đáy thành công thì không lý do gì mà cổ phiếu Quốc Dân không lên được. Đấy, gần đây là liên quan đến việc những cái động thái của Hòa Phát, việc là giảm cái gọi là sản lượng đi, thì tôi nghĩ đây là một hành động hợp lý. Bởi vì sao? Bởi vì thực ra là như vậy là đang cố gắng, Hòa Phát đang có những cái động thái cái hợp lý để mà giảm chi phí đấy, và có thể sẽ những cái động thái tiếp theo của Hòa Phát là tại vì tỷ lệ tiền mặt hiện tại của Hòa Phát rất là lớn đấy, tất nhiên là vay nợ cũng lớn, Hòa Phát tiền mặt lớn, có thể họ sẽ, tại vì tiền mặt họ nhiều khi họ dành để cho cái quá trình cái vốn lưu động, nhưng bây giờ với tình hình mà họ đang giảm sản lượng này có thể họ cũng không cần thiết một cái lượng vốn lưu động nhiều như vậy, họ có thể trả bớt ngân hàng đi và cái sức ép lãi vay họ sẽ giảm xuống. Và tôi nghĩ rằng là khi cái điều đấy xảy ra thì có thể là mọi thứ của Hòa Phát nó sẽ được tích cực hơn đấy, nhưng tôi cũng chỉ đánh giá là sóng hồi thôi đấy. Nhưng mà khóa đáy thành công thì cũng chỉ hy vọng là hồi lên cái đường 20 đâu đó, là khoảng độ khu vực 15 16 thôi, cũng không quá đi xa. Hay như là nhóm nhóm thép thì tôi chú ý mỗi trường hợp Hòa Phát, tại vì ít nhất là Hòa Phát hôm nay xanh rồi, là nhà đầu tư nước ngoài đấy, hôm nay cũng mua Hòa Phát rất là lớn ở vùng này đấy, thì chúng ta cũng có niềm tin. Chứ còn hai cổ phiếu khác trong nhóm thép như Hoa Sen với cả Nam Kim bây giờ vẫn sàn như vậy thì thực sự là thôi, chúng ta nếu mà chúng ta đã định nhóm thép thì thôi cứ tập trung cho tôi là Hòa Phát. Tất nhiên là nhiều khi hai hai cái cổ phiếu này khóa đáy thành công thì nó có thể lên mạnh hơn, nhưng đấy trở lại câu chuyện là nhỡ nó không thành công thì sao, tại vì rất nhiều lần trước đó nó không thành công rồi. Đồng ý Hòa Phát có thể khóa đáy thất bại nhưng với cái giá trị Hòa Phát hiện tại thì nó đủ hấp dẫn cho chúng ta đấy, nhưng nếu mà nó xa hơn thì cũng rất là khó đấy. Còn ngoài ra là còn một cái nhóm nữa tôi nghĩ cũng rất là đáng quan tâm là trường hợp SSI đấy. Một là chúng ta đợi tích lũy thêm đấy, bây giờ nó cũng đang ví dụ nó cũng loanh quanh được MA5 và nhưng vừa MA5 dưới MA20 thì chúng ta cũng chả vội làm gì, chúng ta đợi tích lũy dài thêm đấy, đến những cái thời điểm như tôi vừa vừa chia sẻ, hoặc là nó chiết khấu thêm đấy. Tôi cũng đang canh SSI mà bây giờ mà về đến quanh khu vực khoảng độ 12 đến 13 thì thực sự tôi không suy nghĩ nhiều, tôi cũng sẽ phải đầu tư ít nhiều, cũng sẽ phải đầu tư một cái tỷ trọng vào cổ phiếu SSI, tại vì có khác gì tôi bỏ ra 12 đến 13 nghìn để mà được sở hữu một cổ phiếu mà có giá trị tiền mặt lên đến 15 nghìn đâu, đúng không? Không dại gì mà không làm điều đấy cả. Còn cái chuyện mà trong tương lai lúc nào nó tăng thì không quan trọng, quan trọng chính như tôi nói, tôi không muốn rủi ro.
đấy. Còn cái chuyện mà ngắn hạn nhất thời nó lên lúc nào với chúng ta cầm như vậy rồi rất là yên tâm. Và chứng khoán tôi đã nhìn thấy đâu đấy rồi, nhìn thấy là năm sau sẽ là một cái cơ hội rất là tốt, nhìn từ thị trường chứng khoán Mỹ, nhìn những động thái như vậy, có thể lãi suất đâu đó nó sẽ tạo đỉnh trong vòng quý 4 năm nay và quý 1 năm sau, và chứng khoán chỉ cần lãi suất chỉ cần tạo đỉnh thôi là chứng khoán sẽ tạo đáy đi lên. Có thể chúng ta không hình dung là năm sau lên lại được cái đỉnh cũ 1500 1600, nhưng chỉ cần từ vùng quanh 900 mà hồi phục về đến 1200 thôi, với index tăng khoảng 30% thì rất nhiều cổ phiếu có thể lãi gấp đôi đấy, và tôi chỉ cần như vậy thôi đấy. Nên đâm ra là chúng ta sẽ phải rất tập trung trong những giai đoạn sắp tới đấy. Thì chắc là những chia sẻ hôm nay thì tôi cũng chỉ chia sẻ như vậy thôi. Thì tôi nghĩ là chúng ta đang đứng trước một cái cơ hội rất là lớn rồi, chỉ có cái là bình tĩnh, tự tin và chọn lựa cho nó thích đáng để làm sao có thể tận dụng được cái con sóng trong thời gian sắp tới. Một lần nữa cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo của Đầu Tư Từ Đâu. Và anh chị có thể đăng ký mở tài khoản theo cái ID 4088 để tham gia các cái nhóm tư vấn trong phiên giao dịch của chúng tôi, hoặc là quét mã QR để vào các cái nhóm trải nghiệm miễn phí trong 2 tuần. Và đừng quên đăng ký kênh của chúng tôi để có thể cập nhật được những cái video tiếp theo của chúng tôi một cách sớm nhất.